Kỹ năng chơi chân của các cầu thủ Trung Quốc từ cản phá, khống chế và chuyền bóng đều không bằng tuyển Việt Nam. Đối đầu Việt Nam, kỹ thuật cá nhân của tuyển Trung Quốc có vẻ khá thô. Đó chỉ là một trong số nhiều nhận xét trên tờ Soho, Trung Quốc, với nội dung chê trách màn trình diễn của đội tuyển Trung Quốc trong trận giao hữu hôm 10 tháng 10 với Việt Nam. Thậm chí, ngay cả tiền đạo kỳ cựu như Olay, dù đã lập công ấn định tỷ số 2-0 nhưng vẫn không tránh được việc bị chỉ trích. Mặc dù Olay đã ghi bàn trong trận đấu này nhưng anh ấy cũng bộc lộ rất nhiều khuyết điểm, ví dụ như kỹ thuật thô và kỹ năng cơ bản kém. Chúng ta không thể dựa vào những ông già ở độ tuổi 30 để chơi bóng nữa. Những người trẻ phải được trao cơ hội nhiều hơn. Trên thực tế, đội tuyển Trung Quốc không thể chiếm thế thượng phong, tấn công bất cẩn, không dám mạnh dạn chuyền bóng về phía trước. Nhiều lần để đối phương xâm nhập vòng cấm trong sự lúng túng của hàng thủ, một cây viết của Soho đưa ra nhận xét. Olay là chân sút xuất sắc thứ hai trong lịch sử tuyển Trung Quốc với 31 bàn thắng. Tuy nhiên anh vẫn phải chịu nhiều chỉ trích sau trận đấu với Việt Nam dù vừa ghi bàn. Trong một bài viết khác trên Soho, tuyển Việt Nam được ví von giống như tuyển Nhật Bản phiên bản 2, với khả năng kiểm soát bóng và chuyển tốt, chủ động. Còn phía tuyển Trung Quốc lại bị chỉ trích bởi đội hình gồm nhiều cầu thủ lúng tuổi, có độ tuổi trung bình lên đến 29,5. Ngoài ra, cây bút của Soho cũng phân tích thêm, đội tuyển Trung Quốc không còn dám cầm bóng trước một đối thủ như vậy, mà chính xác hơn là không cầm bóng nổi. Khả năng kiểm soát bóng và pressing của tuyển Việt Nam rất đáng nể. Dễ dàng nhận thấy họ đã tiến bộ hơn nhiều so với trước đây. Đội tuyển Trung Quốc chỉ kiểm soát 3,